Cuối cùng thì cũng bắt quả tang. Đấy, giữa trưa nắng nóng đâu, chiều đây chuẩn bị là đi đấy đây, giờ là mới có hơn 3 giờ thôi. Mình chuẩn bị đây cho nó ra Hải Phòng đây mà giờ nó vẫn còn tắm ao này. Vẫn còn tắm ao nữa. Kim Chi ơi. Kim Chi. Sao giờ này vẫn còn tắm ao à? Cái. Đi lên, Kim Chi lên nha. Tránh ra, cái, tránh ra. Tránh ra, bẩn hết rồi. Đấy, giờ lại phải tắm với mày nữa. Ngồi xuống. Đến đây. Bẩn hết rồi. Tắm sướng nhỉ? Ở quê khui không? Hay ở lại quê nhá. Kim Chi nhá. Kim Chi ở quê nhá. Kim Chi nhá, ở quê nhá. Ở quê nhá, cho củ cải ra Hải Phòng nhá. Đi, vào đây. Đi vào đây. Vào chợ nào, bước đây. Bước vào chợ, nhanh. Vào chợ. Chui cho này, pha cho này. Nhanh. Đến đây. Vào chợ. Ngồi xuống. Đi đây, tắm nhau. Đứng yên đấy. Ngoan thế này mà nóng nhỉ. Gì hư lắm. Kichi ơi, lườm đấy là lườm đấy. Cô cá ơi, chuẩn bị đi Hải Phòng nào. Đi Hải Phòng nhá. À, đến đây nào đi, cá ơi. Chuẩn bị ra Hải Phòng nào. Này, củ cái là kim chi này, bà đưa cho quà đấy cho này, thịt gà với trứng lộn này. Củ cái. Vì quen cưới này. Đi nhá, chuẩn bị đi nào, chuẩn bị ra Hải Phòng nhá. Nhé, đây. Chuẩn bị ra Hải Phòng nhá. Đây, nó chào bà đi nào. Nào, cái ngồi xuống nào, kim chi ngồi xuống. Ngồi xuống nào. Ngồi xuống đây này. Cái ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống, củ cái ngồi xuống, củ cái ngồi xuống đây, bà có quà nhiều đây. Củ cái ngồi xuống. Đây, thịt gà với trứng độn nhé. Củ cái sang đấy, củ cái ăn, củ cái ngoan nhé. Củ cái ngồi xuống nào. Củ cái ngoan, ngồi xuống đây. Kim Chi ngồi xuống bà cho này. Ngồi xuống. Đây, Kim Chi. Này, củ cái này, không lấy Kim Chi nó lấy này. Củ cái ngồi xuống nào. Nào. Ngồi xuống. Củ cái ngồi ngoan nào, ngồi xuống. Ngồi xuống đi Hải Phòng, ngồi xuống. Như đây. Ngồi xuống chuẩn bị đi nhá, chuẩn bị đi Hải Phòng nào. Đây, thịt gà với ngồi xuống. Trứng độn đây. Củ cái. Ơ. Về quê nửa tháng rồi. Không nghe à, không nghe. Này, về với ông bà nửa tháng rồi này. Nào đi này, đi ngoan nhé. Này, này. Đi ngoan nhỏ nít tiếp về nhé. Nhé, đây trứng lộn với này, đấy đây, trứng lộn với này. Với gà nhé. Bà rồi, chuẩn bị tạm biệt, nhé. Tạm biệt ông bà, tạm biệt nhà đây, nào. Cái đây. Rồi. Đây bà đưa quà cho con này. Con nào mẹ ơi, bỏ cốc xe này. Đây, cốc ở cái này nằm đi. Này. Đây. Cốc rộng thoải mái, giấy tờ gì đấy. Đó, cái hôm quà. Trước con phiếu sửa xe. Đây, trứng lộn đây. Này, đây. Cho quả bóng đi. Đấy. Trời. Đây, về đi nhé. Đấy, đi nào. Chuẩn bị nào, rồi. Quà đấy, nhiều rồi nhé. Trứng độ này thịt gà. Đây, rồi chuẩn bị đi nha. Phải ăn cho nó ngoan nè. Chào bà nè. Cái đấy con cho vào túi. Đây chào bà nó nhé. Ngoan nhé. Về với ông bà 2 tuần rồi nhé. Đây cái này bỏ ra đã. Mình chẳng đã. Đây. Đấy, ý bố là cho một cái về đây. Cái đằng nào cũng thừa. Không, cứ ngồi con ngồi chật. Sao lùi đằng sau. Không, ở đây cũng ngồi đây. Cái này được rồi. Không, nghĩa là có cái bao viên đặc để này. Không cần, không sao. Đấy nhé, đi nhé, đi ngoan nhé. Đi ngoan là nghe lời nô nhé. Kim Chi. Chẳng cái về đây nhé. Kim Chi cho nó trèo lên rồi. Kim Chi thích đi lắm rồi. Đây. Đi là không được tắm ao đâu nhá. Ờ đấy, vì ông bà tắm ngày nào cũng tắm lần rồi. Cứ tắm vậy nhé. Đi là ngoan nhé, nghe lời nô nhé. Thank you.
Nào, không nhảy, uống đi. Nào. Cá uống nước không? Củ cá ơi, uống nước không? Nào Kim Chi nào uống nào. Này ở kia hốt rồi không cắn. Không được cắn, uống đi, đây uống đây. Củ cá uống nước nào. Nay mình quên không ăn trong bát, thằng kia lại cứ ăn cỏ. Cái nào, uống nước nào. Đấy.